Chúng ta hoàn thành các cái đường tròn số này. Thì ở đây các bạn này, đây số 2 này, số 3, số 5, số 7, số 11, số 13, số 17. Thì đây là 2 là số nguyên tố nhỏ nhất, đến số 3 cũng là số nguyên tố. Số nguyên tố tiếp theo số 5, 17 là số nguyên tố. 11 cũng số nguyên tố, 13 số nguyên tố, 17 số nguyên tố và số nguyên tố tiếp theo ở đây là 19. Vậy khuôn này chúng ta điền số 19. Rồi. Tiếp tục này, đây 0, 1, 4, 9, 16, 25, 33, 36. Thì ở đây ta sẽ thấy quy luật ở đây là 0 chính là 0 bình, 1 chính là 1 bình, 4 chính là 2 bình, 9 là 3 bình, ok, 16 là 4 bình, 25 là 5 bình, 36 là 6 bình. Thì ở đây ta hiểu là 7 bình. Đấy, 7 bình ở đây ta điền số 49. Các bạn nhé. Đấy. Tiếp tục này, số 0, 8, 27, 64, 1, 25, 1, 216. Thì ở đây ta hiểu 0 chính là 0 lập, 1 chính là 1 lập, 8 chính là 2 lập, 27 chính là 3 lập, lập phương, 64 là 4 lập, 125 chính là 5 lập phương, 216 chính là 6 lập phương. Thì ở đây ta nghĩ ngay đến chính là 7 lập phương. 7 lập phương là 443. 343. Các bạn nhé. Đấy. Thì đây là những cái vòng tròn số rất đẹp. Hy vọng qua những cái vòng tròn này giúp các bạn yêu thích môn toán hơn. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này.